Đúng, độc thân nó là sự chọn lựa. Nhưng mà sự chọn lựa này không phải là lý do ngụy biện để chúng ta không nâng cấp bản thân. Chị ơi, em muốn nói với chị là con trai em quyết định độc thân vì em chọn độc thân. Tại em nghe kênh chị xong em thấy ở vậy sướng hơn. Ôi trời của chị, mấy thằng trời. Tụi biết tại sao tao đọc xong tao bình tĩnh 2 giây để tao cười không? Dạ. Nè mấy đứa con trai mà bày đặt nói với chị, chọn độc thân lại đây chị nói cho nghe nè. Dạ. Chỉ có mấy thằng yếu đuối với lại đi tán gái miết không được thì nó mới ui, kiểu hờn dỗi á, hờn dỗi thế giới kìa. Ở vậy sướng hơn chị ơi, độc thân mẹ đi cho rồi. Mấy con này khó tính, khó nết, khó ăn, khó ở. Xong rồi về nhà làm gì? Mở phim cấp 3, cấp 4 coi rồi xong thôi. Mày vẫn cần con gái rồi trong phim ảnh đồ này nọ để mình. Thì mày nói với tao là em chọn độc thân. Ok, chị nói thẳng với em không có chọn. Em chỉ chọn làm biếng, hấp dụng kiến thức bỏ vô bản thân mình để mình tốt lên. Tại vì những cái thằng mà chọn độc thân thiệt sự á, là nó chỉ tập trung vô nó nạp kiến thức vô trong người nó giỏi, nó thu hút con gái, nó không cần phải đi tán gái. Còn mấy cái thằng như mày tôi gọi là tán gái miết không đổ, xong rồi đổ ngược lại là tất cả là tại bà Nhi, bà xúi mấy cái con này hả, thông minh lên, đẹp gái lên, khó tính, khó ăn, khó ở lên, giờ đâu có tụt quần được mấy con đó nữa. Bực bội. Cho nên thôi, mình sẽ nói thẳng vô mặt bảo là chị, em chọn độc thân là bởi vì chị đó, cho nên em mới chọn độc thân. Em ngầu lắm, em nói cho chị nghe, ở ở vậy trong con gái nó thèm chơi. Mày ở vậy đi coi cái cờ đứa nào buồn, được chưa? Những cái anh bạn mà chị thật sự quen mà gọi là nam tính, chưa? Nó nói với chị rất là đơn giản, đó là tao không bao giờ muốn độc thân hết á. Thế nhưng mà tao không bao giờ đi dí phụ nữ. Tao sẽ nam tính mở cửa, tao sẽ mời phụ nữ đi ăn, tao sẽ rót nước cho phụ nữ, tao sẽ hầu hạ, nâng khăn, sửa túi cho mấy cổ, tao sẽ ôm hôn hít mấy cổ. Nhưng mà nếu mấy cổ không có thích tao và tao không phải gu của cổ, tao rất tôn trọng mở cửa cho cổ để cổ đi với thằng khác. Nó sẽ không bao giờ mà than thở mà lải nhải cái kiểu vậy nè. Dắt con đó đi ăn cả 3 tháng trời, cuối cùng éo quất được nuôi gái cho thằng khác. Hoặc là những cái thằng mà vô đó mày ưng cho cố vô, mấy con nó cũng đào mỏ. Thứ nhất mấy cái thằng mà kêu gái đào mỏ là toàn mấy cái thằng nghèo không à. Tại vì á, 300 anh em chị kéo vô nè, tụi bay có nhiều tiền á, mà tụi bay giàu á, tụi bay có thích đi chăm gái không? Tụi bay có thích đi nuôi gái không? Tụi bay có thích nuôi chị Nhi không? Nói thiệt cho tao nghe coi, nếu tụi bay thật sự giàu. Hả, comment cái coi. Không, không thế nào. Đàn ông kiếm tiền ra là để chỉ để lo cho phụ nữ và trẻ em và người già thôi. Cái sứ mệnh của đàn ông cả cuộc đời nó là rứa đó. Chứ bạn phải để cái ước mơ của bạn lớn hơn là cái sự tầm thường là em giỏi chị Nhi. Tại chị Nhi mà giờ em chọn độc thân. Ok. Đó, đọc đi. Thích nè, thích nuôi gái, quá chuẩn luôn chị, thích lắm chị, nó chứ tụi nó thích nuôi 500 em nhỏ. Còn mấy cái thằng mà vô đây sáng nó tối nói gái ân chi mấy con này nó đào mỏ, ân chi mấy con này gold digger đồ gì đó, ân chi ở vậy cho sướng, kiếm ra tiền mình ăn giọng tóp giọng một mình. Ok. Huê nó nuôi 500 em thỏ kìa. Rồi nè Huê, mày nuôi 2 con, con mày đủ sức mày nuôi thỏ chưa nghe? Mày nuôi 500 con, cái trời của mày một ngày quét thức dậy được mấy lần mà đòi 500 em? Trời ơi, mấy thằng tụi em sẽ không bao giờ nghe trai giàu thiệt sự mà mở miệng ra nói gái đầu mỏ hết đó, đúng không tụi em? Tại nó giàu thiệt sự cho nên nó cho, đối với nó không có tiếc. Chỉ có mấy thằng không có cái con mẹ gì mới sợ thôi. Còn mấy thằng nó có, nó kiểu trời ơi có cái gì đâu, cho em rồi anh đi làm thêm, anh kiếm thêm tiền thôi. Rồi nghe nè, trung thực với bản thân mình. Đúng, độc thân nó là sự chọn lựa. Chị đồng ý.
Nhưng mà sự chọn lựa này không phải là lý do ngụy biện để chúng ta không nâng cấp bản thân, hay là không chịu học hỏi, không chịu phát triển, không làm cho mình ngon hơn, ngầu hơn, tinh tú hơn, sáng chói hơn, mè lem hơn. Tất cả những cái sự mà mọi người nói đó là em chọn độc thân, thậm chí cả cho mấy con bánh bèo luôn, tao không có la mấy thằng không. Đừng, chị Nhi, em chọn độc thân. Không, em phải xác định là từ giờ đến cuối cuộc đời, nếu em không tìm được cái người chị từng nói trong nhiều video rồi, em phải ở trong cái trạng thái là nếu như từ giờ đến chết em không tìm được gọi là soulmate của em á, soulmate gì đó, được chưa, gọi là đồng hương, đồng lòng, đồng chí, đồng các loại gì đó, nếu em không tìm được cái người đó, em có hạnh phúc với em là chính em hay không? Vì nếu câu trả lời của em là dạ có, em đồng ý với chị, dù em không có cái người đó, em vẫn muốn tiếp tục học, em vẫn muốn tập trung vô sự nghiệp, em vẫn muốn làm cái điều cống hiến cho xã hội, thì cái người mà nó cùng cái tần số với mình, nó sẽ tìm đến mình và chúng ta sẽ ở lại với nhau. Yeah. Chứ còn giờ mà sáng tối thôi em chọn độc thân, vì em chọn độc thân cho nên em mặc cái quần lũng đít, em ngồi em chơi game ngày 30 bữa, em không có tắm, em hôi như cú, tóc tai em rủ rượi như một thằng điên, em ăn đồ mập rồi kệ bà nó mụn phèo phở, tại vì em chọn độc thân và em chỉ chọn tự cái gì rồi tự sướng, tự ở với em, cho nên em chọn độc thân thôi chị. Được chưa? Đừng vì cái mấy cái đó mà ngụy biện cho mình để mình làm biến, biết không? Mấy cái anh mà ví dụ như mà xấu muối, rồi vừa có vỏ, rồi vừa tập võ, rồi vừa tập gym, rồi còn xong rồi làm chủ doanh nghiệp nữa, ví dụ như vậy, mấy anh đó mà chọn độc thân là chị hiểu, tại vì nó tới cái đó là nó kén, chứ không phải nó chọn nữa mà nó kén, hiểu không? Giờ nó biết là nó lựa được nhiều gái rồi, nó chỉ lựa gái chất lượng thôi. Còn mày mà cái ngữ mà ở nhà gõ bàn phím như vậy là chết cha rồi, nghe chưa? Đó rồi, đừng có nói với chị là em chọn độc thân nữa, tại vì em không có chọn đâu, em ế đó nghe. Câu nào cũng bị chị Nhi xào nướng phải không? Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa cho những người khác. Và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của Nhi song song với cái này, ok, đường link ở dưới mô tả. Giờ kết nối với nhau, học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn. Giờ Nhi sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye. We'll be right back.